Trong năm học vừa qua, với tinh thần đoàn kết, tâm huyết với nghề, tập thể đội ngũ giáo viên trường tiểu học Yên Khương đã vượt khó hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm học. Chất lượng giáo dục được nâng lên, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của ngành giáo dục, khu vực biên giới nói riêng và của huyện Lang Chánh nói chung. Năm học mới này, thầy và trò trường tiểu học Yên Khương lại tiếp tục nhiệm vụ nâng cao chất lượng dạy và học. Cô giáo Lê Thị Nga, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học Yên Khương chia sẻ, trường đóng trên địa bàn xã biên giới Yên Khương, 100% đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế chưa phát triển, nhà trường gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, cùng với đó nhận thức của người dân về học tập của con em địa phương vẫn còn hạn chế. Tuy nhiên, với sự nỗ lực vượt khó, đoàn kết của tập thể giáo viên trong nhà trường, những năm học vừa qua, chất lượng giáo dục trong nhà trường không ngừng được cải thiện và nâng cao. Đội ngũ cán bộ giáo viên đều được đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn về sư phạm. Một số giáo viên công tác lâu năm tại trường đều hiểu được các phong tục tập quán tại địa phương. Có thể nói đây là một trong những điều kiện hết sức thuận lợi cho công tác giáo dục của nhà trường. Năm học mới này, trường có 25 lớp học phân bố ở 4 khu với tổng số trên 500 học sinh. Để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, ngay từ những ngày đầu tiên của năm học mới, Ban giám hiệu nhà trường đã quán triệt triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh kế hoạch thực hiện với các nội dung sát với tình hình thực tế tại địa phương cũng như nhiệm vụ giáo dục của nhà trường. Đặc biệt, đây là năm học đầu tiên triển khai chương trình sách giáo khoa mới cho học sinh lớp 1. Vì thế, cùng với việc giúp cho các em nhỏ làm quen với môi trường giáo dục mới, nền nếp học tập mới, thì nhiệm vụ đưa chương trình sách giáo khoa mới vào giảng dạy cũng được thầy cô đặc biệt quan tâm. Dạ, đây là các cháu lớp 1, các cháu mới ở mầm non lên, cho nên là việc đến trường của các cháu để tiếp xúc với cái môi trường mới mẻ thì các cháu rất là rụt rè, cho nên là để được gần gũi thân thiện với các cháu thì giáo viên chúng tôi là giáo viên cấp 1, chúng tôi cũng phải hết sức gần gũi, gây tình cảm được với các cháu để các cháu có động lực hào hứng đến trường. Thay sách mới với môi cho nên là cái việc học của các cháu nhìn trong sách mới thì các cháu cũng dễ hiểu bài, dễ tiếp xúc được với các cái bài vở giống như là các nhiều tranh nhiều ảnh ở trong cuốn sách mới của chương trình này. Xác định đổi mới giáo dục là nhiệm vụ quan trọng đối với công tác dạy và học, nhà trường luôn nâng cao trách nhiệm nghĩa vụ của mỗi tập thể cá nhân, đẩy mạnh thực hiện đổi mới sinh hoạt chuyên môn, lấy học sinh làm trung tâm, tiếp tục hưởng ứng, thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học sáng tạo. Nhà trường luôn gắn các hoạt động chuyên môn và các phong trào thi đua, các cuộc vận động như xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, phong trào xanh sạch đẹp, phong trào thi đua giúp đỡ học sinh yếu kém, trở thành hoạt động thường xuyên trong nhà trường. Qua đó tạo chuyển biến tích cực trong ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục trong năm học 2020-2021, cô giáo Lê Thị Nga, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, nhà trường sẽ tập trung đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục bằng những giải pháp cụ thể như tăng cường dự giờ, thăm lớp nhằm tư vấn, giúp đỡ, hỗ trợ giáo viên về phương pháp và hình thức tổ chức dạy và học, làm tốt công tác vận động, duy trì sĩ số, phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh năng khiếu nhằm nâng cao chất lượng dạy học. Tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới phương pháp dạy học, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm học và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường. Đối với nhà trường, năm học 2020-2021, để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ năm học, thì nhà trường đã làm tốt cái công tác là tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, tăng cường về cái cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đầy đủ. Còn về công tác chuyên môn ấy, thì nhà trường xây dựng kế hoạch sát với thực tế của nhà trường tại địa phương để giáo dục học sinh đúng với cái yêu cầu của ngành đã đề ra. Và đối với các bậc phụ huynh ở tại địa phương đấy thì nhà trường cũng phối kết hợp nhịp nhàng để các bậc phụ huynh tham gia vào cái công tác là giúp đỡ con em trong cái công tác giáo dục để nhà trường hoàn thành tốt cái nhiệm vụ. Sau khai giảng thì công tác chuyên môn của nhà trường đã đi vào ổn định, học sinh đến trường đến lớp đầy đủ và ổn định về cái nền nếp
các thầy cô giáo thì rất là nhiệt tình trong công tác. Còn về cái vấn đề phòng chống dịch bệnh trong nhà trường, nhà trường đã có phương án phòng chống dịch bệnh như là công tác tuyên truyền đến các bậc phụ huynh, rồi là các tổ chức ở địa phương về công tác phòng chống dịch bệnh cho học sinh ở trong nhà trường, như thế là rửa tay bằng xà phòng hoặc là cái nước rửa tay sát khuẩn, và thường xuyên đo thân nhiệt và thực hiện cái giãn cách đúng quy định. Về chỉ đạo cán bộ giáo viên là thường xuyên theo dõi sức khỏe cho học sinh, nếu có các cái triệu chứng như thể là sốt, ho, khó thở thì báo cáo về cơ quan y tế để kịp thời xử lý. Cùng với nhiệm vụ nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường, thời điểm này, công tác phòng chống dịch bệnh cũng luôn được tập thể cán bộ giáo viên và học sinh trong nhà trường đẩy mạnh nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh và cán bộ giáo viên. Cùng với việc tăng cường các hoạt động phòng chống dịch bệnh trong nhà trường như bố trí đầy đủ nước sạch và xà phòng rửa tay, đo thân nhiệt, phối hợp với phụ huynh theo dõi sức khỏe của học sinh, thì việc tuyên truyền hướng dẫn các em những biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả cũng được nhà trường thực hiện thường xuyên trong mỗi buổi đến trường. Mỗi giáo viên chủ nhiệm lớp đều mang trong mình nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo công tác giảng dạy, vừa đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh. Với sự cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh trong nhà trường, năm học mới này hứa hẹn sẽ là một năm học gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp chồng người nơi biên giới của tập thể cán bộ, giáo viên trường tiểu học Yên Khương.